Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu chi tiết đến các bạn một bộ tranh tứ cảnh Tùng Cúc Trúc Mai. Đây là mẫu tranh sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam với họa tiết của sản phẩm được điêu khắc nổi và 3D và đắp nổi kênh bong. Ở trước mắt các bạn, từ phải qua trái trên màn hình lần lượt là hình ảnh Tùng Cúc Trúc Mai đại diện cho bốn mùa xuân, đông, thu, hạ, xuân. Đấy, các bạn có thể quan sát thấy nhé. Cái màu của sản phẩm này, màu của sản phẩm này là màu xanh họa tiết thì được điêu khắc nổi rất là đẹp mắt và có chiều sâu. Ở sản phẩm với khung là trong video hiện tại là khung gỗ thông. Mình đang quan sát vào họa tiết hình ảnh hoa mai, các bạn có thể quan sát thấy toàn bộ họa tiết đều được làm nổi hết và đều được làm thủ công bằng tay. Trong bức tranh này thì có kết hợp cả vẽ lẫn cả làm nổi nha các bạn nhé. Đây là hình ảnh một cặp sóc này. Xa xa những hình ảnh những cái cây xa xa và sông nước là được vẽ, còn hình ảnh ngôi nhà này, hình ảnh gốc cây này, hình ảnh hoa, hình ảnh chim là đều được làm nổi hết. Đấy, những cái cánh hoa này có màu xanh đậm xanh nhạt giúp cho cái họa tiết của chúng ta có cái chiều sâu. Đây là một cặp chim én đang bay ở trên hình ảnh hoa mai, và chim én cũng là đại diện cho mùa xuân đấy. Thân cây được làm gồ ghề khúc khỉu rất là chân thật, các bạn có thể quan sát thấy nhá. Sang đến hình ảnh là cây trúc. Đấy, các bạn có thể quan sát thấy hình ảnh trúc. Trên cây trúc thì có một cái cặp, một tổ chim và có một chim bố, chim mẹ. Xa xa cũng là hình ảnh sông nước nhá. Hình ảnh sông nước, đàn cò này, hoa sen này, ngôi nhà xa xa này. Toàn bộ đều được làm rất là chi tiết. Các bạn có thể nhìn thấy cái độ nổi của sản phẩm nhá. Cái độ nổi của sản phẩm này. Đấy, cái độ nổi sản phẩm tay của mình có thể cầm vào. Toàn bộ đều được làm thủ công bằng tay rất là tinh xảo. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại đang được đặt ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm. Chúng ta có thể nhìn thấy một lần nữa cái khung bản này làm cũng rất là độc đáo. Sang đến hình ảnh là hoa cúc. Hoa cúc thì ở cái cảnh này được làm được thiết kế thêm một cái cây mận. Đây, như các bạn nhìn thấy là một cái cây mận nhé, một cái cây mận. Ở xuống đến phần bên dưới là hình ảnh hoa cúc. Đấy, hoa cúc thì được làm nổi kênh bong. Đấy, hoa cúc thì được làm nổi kênh bong, hoa có cả nụ nữa. Có một cặp dê và xa xa cũng là hình ảnh một ngôi nhà, một đàn cò. Đấy, những bông hoa các bạn có thể nhìn thấy cái tay của mình có thể cầm vào được những bông hoa nhé. Cái bông hoa này của nó là cốt, là cốt sứ nhé, được đắp vào từ lúc vẫn còn là đất, sau đó được phủ men và nung cùng với tranh để tạo ra tranh. Rất nhiều người sẽ hiểu nhầm là cái hoa này sẽ gắn vào là khi mà hoàn thành tranh xong rồi, nhưng thực chất cái hoa này là làm khi vẫn còn là đất. Sang đến hình ảnh cây tùng nhé, và giá của bộ tranh này là 5 triệu nha các bạn nhé, giá là 5 triệu. Sang đến hình ảnh cây tùng này, lá tùng thì được thiết kế toàn bộ đều được làm nổi hết. Đều được làm nổi, các bạn có thể nhìn thấy. Và từng cái phần gân của lá cũng được tỉa nhá, từng cái gân lá cũng được tỉa này. Hoa ở cây tùng thì được vẽ nhá, hoa của tùng thì được vẽ. Ở dưới gốc tùng là hình ảnh một cặp chim hạc và xa xa là hình ảnh một cặp hiêu sao. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, và các bạn có thể tìm thêm nhiều video nữa tại YouTube là kênh Gốm Sứ Bát Tràng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tất cả các sản phẩm chúng tôi đều giao hàng toàn quốc. Các bạn nếu mà yêu thích thì các bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại đang đặt ở bên trên video. Cảm ơn các bạn.